Ba Ngọc nữ Vbiz dính tin đồn hẹn hò chung người. Thúy Ngân nối gót Lan Ngọc một ngày đẹp trời thức dậy bị đồn yêu rách. Còn học hỏi cách phủ nhận gay gắt, thà nhận ế chứ quyết không để tin này tự chìm. Hoàn toàn thái độ nhẹ nhàng khi dính tin đồn với ST. Thật ra ST chỉ là bức bình phong của chị và chị Ngọc thôi. Thật ra chúng tôi mới là cấp bồn. Đúng rồi. Lan Ngọc và Mizu cùng là tình tin đồn của Chi Dân. Một bên im lặng, bên kia thẳng thắn lên tiếng. Trong showbiz đông đảo ngôi sao, việc gặp gỡ, làm việc chung là khó tránh khỏi và cũng từ đó có không ít tin đồn dâm gian về chuyện các ngôi sao nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên chuyện đó cũng chưa thú vị bằng việc hai người cùng bị đồn với một người như ba cô nàng dưới đây. Lan Ngọc và Thúy Ngân thường cùng dính tin đồn hẹn hò với một người, trong khi Lan Ngọc và ST là đôi bạn thân được cả cộng đồng mạng đẩy thuyền vì siêu đẹp đôi và luôn sát cánh bên nhau mọi lúc mọi nơi, thì Thúy Ngân lại mới gia nhập vào dàn bạn gái tin đồn của anh chàng thời gian gần đây thôi. Cụ thể là cả hai hay có cơ hội làm việc chung, Thúy Ngân còn trở thành nữ chính trong MV của ST, cả hai mặc đồ cưới siêu đẹp đôi thì dân tình cũng xốn sang mà ghép cặp ngay. Nhưng Lan Ngọc xưa nay vẫn giữ quan hệ thân thiết với ST, không vì tin đồn mà né tránh. Còn Thúy Ngân lại nói thẳng mình và ST chỉ là anh em thân thiết, thậm chí còn đùa rằng ST là bình phong cho chuyện tình giữa mình và Lan Ngọc nữa. Ngoài ST thì gần đây dân tình nháo nhào hơn vì thông tin Thúy Ngân và Jack đang yêu nhau. Mặc dù ngay khi tin đồn mới manh nha dâm gian là nữ chính đã đính chính ngay, tự nhận mình ế chứ cũng không muốn dính với nhà trai kia. Vậy mà dân tình vẫn chưa dừng lại, tiếp tục cho rằng cả hai đã từng yêu và mới chia tay cách đây không lâu. Còn có những đoạn clip bị cho là Thúy Ngân dọn khỏi nhà Jack trong đêm và bơ vơ ngồi giữa đường. Cho tới giờ chuyện này vẫn chỉ là tin đồn mà thôi, không bên nào lên tiếng. Không chỉ một mình Thúy Ngân lập tức lên tiếng thanh minh phủi sạch quan hệ khi bị dính tin đồn với Jack, Ninh Dương Lan Ngọc cách đây khoảng hơn một năm cũng thế. Cụ thể khi đó có tin đồn ẩn ý một nam ca sĩ có bản hit 100 triệu view và nữ diễn viên đã từng thắng cuộc thi nhảy đang yêu nhau. Đàng gái không quan tâm đàng trai bị dính phốt phụ bạc và dân tình đã đoán là hai người này. Sau khi Lan Ngọc bức xúc phủ nhận thì mọi chuyện đã lắng xuống. Cũng trong lần đính chính đó, Lan Ngọc còn viết rằng em bị đồn hết showbiz chưa ạ? Sắp tới ai nữa báo em biết em chuẩn bị, chứ tự ập vô vậy em hết hồn. Cũng phải nói Jack là yếu tố bất ngờ, chứ trước đó Lan Ngọc dính tin đồn hẹn hò nam ca sĩ Chi Dân mới là dây dưa và gần như ai cũng mặc định họ là một đôi. Bởi loạt hình mặc đồ đôi xuất hiện chung khung hình, cùng nuôi thú cưng. Nhưng khác với Jack, suốt thời gian dài dính tin đồn với Chi Dân, Lan Ngọc không hề phủ nhận hay bày tỏ ý kiến gì. Thậm chí có thời điểm anh bạn trai cũ Minh Luân đang đàn tố Lan Ngọc tới với Chi Dân trước khi chia tay mình, nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng không phản hồi. Mối tình này có hay không thì không biết, chỉ là đôi bên đều chưa từng thừa nhận là một đôi bao giờ. Và sau khi tin đồn với Lan Ngọc kết thúc thì Chi Dân lại dính tin đồn hẹn hò với một mỹ nhân khác, đó chính là Mizu. Chuyện bắt đầu khi cả hai cùng tham gia show hẹn hò. Tại đây hot girl đình đám một thời tiết lộ rằng cả hai là bạn bè thân thiết, họ quay show ăn ý và đẹp đôi. Chính Chi Dân sau 3 ngày trải nghiệm làm người yêu giả định của Mizu đã xác nhận rằng họ có nhiều sở thích tương đồng, còn Mizu cũng nói mình có cảm xúc với Chi Dân. Tuy vậy sau trải nghiệm này cả hai cũng không có bước tiến tiếp theo và dần dần quay trở về trạng thái im ắng, không còn gì xa hơn.